Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, không lâu sau thắng lợi ngược 2-1 trước câu lạc bộ Dortmund, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu thứ hai và cũng là trận đấu cuối cùng trước kỳ AFF Cup 2022 gặp quân xanh Philippines. Đây được đánh giá chính là màn tổng duyệt của cả hai đội trước khi bước vào so tài ở giải đấu sắp tới. Với đội tuyển Việt Nam, sau hơn 2 tuần tập trung Màn so tài này sẽ là dịp để cho huấn luyện viên Park Hang-seo kiểm tra năng lực các học trò để qua đó chốt danh sách chính thức các cầu thủ dự giải. Nhìn chung trong quãng thời gian vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tương đối tốt trước thềm AFF Cup 2022. Và trước trận đấu này, giới chuyên môn hầu hết đều cho rằng nếu như vượt qua Philippines được đánh giá là không hề thua kém quá xa về mặt trình độ thì thắng lợi này sẽ là một cú hích để cho toàn đội bước vào giải với tinh thần và sự tự tin cao nhất. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra gần hết những cầu thủ tốt nhất của mình để kiểm tra năng lực phối hợp giữa các học trò. Với việc chỉ được thay tối đa 6 người thì cơ hội thi đấu mà ông Park Hang-seo trao cho những cầu thủ dự bị cũng là không cao và tùy vào tình hình trận đấu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể đưa ra những thử nghiệm hợp lý. So với thời điểm từng đối đầu với chính Philippines ở AFF Cup 2018 trong trận bán kết thì lực lượng của đội bóng này không còn được đánh giá cao khi mà thiếu vắng khá nhiều trụ cột do bận thi đấu ở nước ngoài. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới chất lượng tấn công và phòng ngự của đội tuyển Philippines. Song không vì thế mà đoàn quân áo đỏ được phép lơ là và mất tập trung, bởi với nhiều cầu thủ con lai đang chơi bóng ở nước ngoài, Philippines vẫn là một đối thủ không hề dễ chơi với đoàn quân áo đỏ. Trong một trận đấu vô thưởng vô phạt, việc các đội bóng ghi nhiều bàn thắng thì vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi mà AFF Cup 2022 đang cận kề thì có lẽ chẳng bên nào muốn tung hết sức ra ở trận đấu này để tăng nguy cơ chấn thương và lộ bài. Chia sẻ ở trong buổi họp báo vào ngày hôm qua, chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã bày tỏ sự quan ngại về việc tuyển Việt Nam dễ bị lộ bài do trận gặp Philippines được phát sóng tới người hâm mộ. Ông thầy người Hàn Quốc cho biết rằng, tôi chỉ mong sau trận đấu với Philippines thì các học trò của tôi trở về lành lặn. Tôi muốn trận đấu này diễn ra kín để phục vụ công tác chuyên môn, còn liên đoàn bóng đá Việt Nam thì lại muốn phục vụ khán giả. Vì thế rất khó kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ đá với 100% sức lực trong màn đối đầu với Philippines. Chưa kể là đội hình đá chính của tuyển Việt Nam ở trận đấu này có thể sẽ có nhiều sự xáo trộn và sẽ phải đưa ra đội hình không phải là mạnh nhất số áo của các tuyển thủ cũng đã được thay đổi toàn bộ ở trong trận giao hữu này. Đấy có lẽ cũng là cách mà nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn làm khó các đối thủ nếu như muốn soi đội hình và chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam không mất quá nhiều thời gian để chiếm lĩnh thế trận dồn ép Philippines. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi áp đặt thế trận nhờ sự cơ động của bộ đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Tuấn Anh. Hai cầu thủ này tích cực di chuyển, tranh chấp và sẵn sàng dâng cao xâm nhập vào vùng cấm để hỗ trợ tấn công cho các cầu thủ phía trên. Các trung vệ như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Trung cũng sẵn sàng tung ra những đường truyền xuyên tuyến lên cho Văn Toàn hay là Phạm Tuấn Hải. Cộng thêm với những tình huống cố định, tuyển Việt Nam cho thấy khả năng tấn công đa dạng. Trong nửa đầu hiệp 1, bóng thường xuyên lăn ở bên phần sân của đội khách. Tuy nhiên dù áp đảo về mặt thời gian kiểm soát bóng, song tuyển Việt Nam cũng chưa có được đợt tấn công nào có độ xuyên phá cao và có khả năng gây sóng gió cho khung thành của đối thủ. Các pha dứt điểm của đội tuyển Việt Nam trong quãng thời gian đầu trận đấu thường xuyên là những pha sút xa với độ chính xác khá thấp. Chấp nhận chơi phòng thủ chặt mỗi khi có bóng, Philippines kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công và đội bóng này suýt chút nữa thì gây sốc ở phút thứ 34, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ của họ lại không tận dụng được thời cơ trong tình huống 2 đánh 1 tuyển Philippines còn tỏ ra khá nặng nề trong những pha di chuyển dù rằng họ có thể hình khá cao to. Một phần cũng có lẽ là vì đội bóng này vừa mới đến Hà Nội vào dạng sáng ngày 13 tháng 12 và vẫn chưa có nhiều thời gian để làm quen với thời tiết khi có đúng một buổi tập ở tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian cuối trận, các cầu thủ Việt Nam đã chơi tăng tốc, văn toàn khiến cho khung thành của đối phương rung lên với cú dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang ở phút thứ 39. Và đây cũng chính là tình huống sáng nhất của đội chủ nhà trong hiệp đấu đầu tiên. Ngay khi bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay 5 cầu thủ. Ông Tung Tiến Linh, Phan Văn Đức, Nguyễn Hải Huy, Vũ Văn Thanh và Châu Ngọc Quang vào nhằm cải thiện khâu tấn công cũng như là kiểm tra sự hòa nhập của các cầu thủ. Sự xáo trộn về mặt đội hình khiến cho tuyển Việt Nam chơi không tốt hơn ở trong hiệp 2. Do đây là trận đấu giao hữu cho nên cả hai đội chơi không quá quyết liệt. Huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục thay người để thử nghiệm ở các vị trí. Tuy nhiên, những điều chỉnh của chiến lược gia người Hàn Quốc lại không mang lại quá nhiều hiệu quả tuyển Việt Nam gần như là bế tắc hoàn toàn ở trong hiệp 2. Hầu hết những tình huống phối hợp bị hóa giải hoặc là các cầu thủ dứt điểm thiếu chất lượng. Philippines vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ khi hiệp 2 bắt đầu và hàng phòng ngự dày đặc của họ đã làm khó những pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà. Vì thế trong suốt 15 phút đầu của hiệp đấu thứ hai, bóng gần như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân và tuyển Việt Nam gần như là bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Hansen càng về cuối trận thì đội khách philippines lại lấn dần thế trận và họ tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn văn lâm dẫu thế họ vẫn chưa có nhiều những pha tấn công có thể khiến cho hàng phòng ngự của việt nam gặp khó trận đấu nhìn có vẻ căng thẳng với nhiều pha tấn công nhưng điều người ta cần là bàn thắng thì vẫn chưa đến với cả hai đội khi thời gian trôi về cuối trận những tưởng là trận đấu không có bàn thắng thì bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ thứ hai văn quyết tạt bóng từ sát phía trái vòng cấm của philippines bóng khẽ chạm chân đối phương đi vọt lên và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Hansen. Bàn thắng muộn của Văn Quyết đã mang đến chiến thắng 1-0 khá bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam. Thực tế, nhiều người đã cho rằng kết quả của trận đấu là không quan trọng. Điều cần thiết là huấn luyện viên Park Hang-seo có thể kiểm tra thực lực và cách vận hành lối chơi trước khi bước vào AFF Cup 2022. Tuy nhiên, qua trận đấu, thực sự vẫn chưa nhìn thấy nhiều những thay đổi của đội tuyển Việt Nam trong cách vận hành lối chơi. Điều này có lẽ do nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn lộ diện bài vở trước đối thủ hay chăng? Về điều này thì giới chuyên môn có thể thông cảm, nhưng nếu như tuyển Việt Nam vẫn không nhiều những phương án tấn công khi bước vào giải đấu chính thức thì đây thực sự là một nỗi lo lớn. Sau trận giao hữu tối 14 tháng 12, huấn luyện viên trưởng Joseph Ferre của Philippines đã thừa nhận đẳng cấp vượt trội của đội tuyển Việt Nam, đội mà ông coi là ứng viên vô địch của AFF Cup 2022. Ông Joseph đã mở đầu phần họp báo bằng bài phát biểu rằng: "Chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Tôi không quan tâm lắm đến kết quả. Bàn thua cũng chỉ là sự thiếu may mắn. Ở tình huống đó, bóng đi trúng người hậu vệ của đội chúng tôi khiến cho thủ môn bất lực. Các cầu thủ đã làm rất tốt trước Việt Nam trong 90 phút thi đấu chính thức. Nhà cầm quân này cho rằng tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt với hệ thống chiến thuật tuyệt vời. Do đó, việc các cầu thủ Philippines chỉ để thua ở trong thời gian bù giờ là một kết quả đáng khen ngợi." Tuyển Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng để vô địch, trong khi tôi thì chỉ mới dẫn dắt đội tuyển Philippines không lâu, cùng lắm là 5 đến 6 buổi tập và không có nhiều thời gian để chuẩn bị chiến thuật. Chúng tôi biết mình phải làm gì để thi đấu trước một đội như Việt Nam, cho nên buộc phải đá phòng ngự lùi sâu ở trong hiệp đấu đầu tiên. Hiệp 2 tôi tung nhiều cầu thủ trẻ vào và họ có vài sự nỗ lực. Nếu như phải chỉ ra, tôi nghĩ Việt Nam là đội mạnh nhất Đông Nam Á, tuy nhiên trong bóng đá không nói trước được điều gì. Ở bảng của chúng tôi, Thái Lan và Indonesia cũng có đội hình rất mạnh. Tôi nghĩ bốn đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ cùng cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch. Nếu như phải tìm điểm yếu của tuyển Việt Nam qua trận đấu này thì tôi nghĩ rằng là không có. Trong hiệp đầu, Việt Nam tấn công áp đảo, tôi đã cố gắng tìm khoảng trống ở sau hàng phòng ngự của các bạn để khai thác nhưng không được. Các bạn nên tự hào về đội tuyển của mình. Giải đấu AFF Cup 2022 đang đến gần. Ở giải đấu cuối cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam, chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo muốn cùng các học trò của mình leo lên đỉnh Đông Nam Á. Vì vậy, những gì chuẩn bị cho giải đấu này, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đều làm tốt nhất có thể. Trải qua 5 năm lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã mang tới vô vàn cảm xúc đặc biệt cho khán giả nước nhà. Ở trận chiến cuối cùng mang tên AFF Cup 2022, người hâm mộ kỳ vọng là ông sẽ đưa đoàn quân Việt Nam trở lại ngai vàng để khép lại một hành trình huy hoàng. Cuối năm 2018, thầy Park đã đưa người hâm mộ bóng đá Việt Nam tới đỉnh cao hân hoan bằng chức vô địch AFF Cup 2018. Cơn khát danh hiệu của đội tuyển quốc gia Việt Nam kéo dài 10 năm được giải tỏa với một chiến dịch vô cùng xuất sắc khi bất bại trong cả 8 trận đấu, trong đó có tới 6 chiến thắng. Tài cầm quân của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc được thể hiện khi ông kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ của các cầu thủ Chiến thuật 343 tỏ ra khá phù hợp với đội tuyển quốc gia Việt Nam bởi nó đề cao sự chắc chắn của hàng phòng ngự và phát huy tối đa lối chơi tấn công ngắn, nhanh ở tuyến trên. giành được ngay vàng là lời khẳng định đanh thép hơn về trình độ và tham vọng của bóng đá Việt Nam. Những chiến binh sao vàng hoàn toàn đủ năng lực để đòi lại vị thế vốn có. Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo nâng cao chiếc cúp vô địch ngay ở trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng là sự ghi nhận tuyệt đối về tài thao lược của huấn luyện viên Park Hang-seo sau bộ mặt mới mà ông mang đến cho bóng đá Việt Nam. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, bởi lẽ ông đã góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam và thắp lại ngọn lửa niềm tin nơi người hâm mộ. Trước khi nghĩ về những trang sử tiếp theo, đội tuyển quốc gia Việt Nam cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là lên ngôi tại AFF Cup 2022. Với Quế Ngọc Hải và các đồng đội, vô địch giải đấu này là lời tri ân sâu sắc cho những đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo, còn với chính huấn luyện viên Park Hang-seo thì việc đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam trở lại với ngai vàng sẽ là lời chia tay ý nghĩa, khép lại chu trình thành công của ông ở tại Việt Nam. Chính vì vậy, trong giải đấu chính thức cuối cùng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dồn toàn tâm sức để cùng với các học trò đòi lại ngai vàng Đông Nam Á khi chúng ta đã sảy chân vào năm ngoái trước người Thái. Trước khi nghĩ đến vào bán kết thì đội tuyển quốc gia Việt Nam cần phải giải quyết gọn gàng các đối thủ ở vòng bảng gồm có Malaysia, Myanmar, Singapore và Lào. Đây là bảng đấu tiềm ẩn nhiều khó khăn, đòi hỏi chúng ta cần phải căng sức và tập trung thầy Park sẽ cần tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo sức bền cho các học trò. Trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho giải đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục kết hợp giữa kinh nghiệm của những trụ cột như là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng với dàn cầu thủ trẻ trung tài năng như là Phạm Tuấn Hải, Lương Duy Cương hay là Phạm Đình Duy. Đây là một bộ khung chất lượng khi những cựu binh giữ được phong độ tốt, trong khi những tân binh thì gây được ấn tượng mạnh khi được trao cơ hội. Mục tiêu của đội tuyển quốc gia Việt Nam không gì khác ngoài chức vô địch. Trước giải, chúng ta đã có trận giao hữu bổ ích trước câu lạc bộ Borussia Dortmund và trận đấu giao hữu với Philippines chính là trận đấu thứ hai trước khi bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2022. Trong giải đấu cuối cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam, chắc chắn thầy Park sẽ dồn hết những tinh hoa của sự nghiệp cầm quân để truyền lại cho các học trò. Với sự đồng lòng của cả thầy lẫn trò, đội tuyển quốc gia Việt Nam đủ sức giành lại ngai vàng của khu vực và đó sẽ là một lời tri ân và chia tay đẹp với thuyền trưởng tài ba Park Hang-seo quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo